là cây chanh nên là của mình. Cũng một thời gian chăm sóc, các bạn thấy không, bây giờ là trái rất là nhiều, bông tiếp tục ra nữa. Đấy, bông tiếp tục ra và trái, trái rất là to, thơm, vỏ mỏng, rất là nhiều nước như các bạn. Loại chanh này nó rất là sai, các bạn thấy không? Và quá trình chăm sóc này mình cũng không có chăm sóc, cũng không mất nhiều thời gian chăm sóc cây chanh này. Chủ yếu là mình bón bã đậu nành và chuối để kích thích, tăng thêm cái dinh dưỡng NPK, kèm theo là bổ sung nhiều kali để giúp cho cây phát triển. Các bạn thấy không? Nè, trái nè, xum xê nè, trái nè. Đó. Trái nè, trái nè. Trái to lắm các bạn. Nhiều trái lắm. Bông tiếp tục ra và những trái nhỏ nữa các bạn thấy không? Đây là những trái nhỏ của nó. Nè, bông. 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 Tiếp tục ra bông. Đây. Đấy, trái nè. Trái nè. Quá trời trái luôn. Các bạn thấy không? Đó. Không có nhiều công chăm sóc đâu các bạn. Các bạn cứ theo những cái cách mà mình đã làm, mình hướng dẫn trong những video trước đó, thì chỉ cần bón thêm NPK nó nằm trong cái bã đậu nành, kèm theo các bạn ăn, các bạn có những cái vỏ chuối mà mình ăn xong mình đem mình bỏ đi đó, thì mình có thể là dùng những cái vỏ chuối đó các bạn bón thêm cho cái cây của mình. Thì đó là những cái nguồn kali rất là dồi dào giúp cho cây phát triển, sinh hoa nè và kết quả nè, quả rất là nhiều các bạn, rất là nhiều. Thôi mình kết thúc video cây chanh đây là của mình ở đây. Chúc các bạn thành công trong việc chăm sóc cây chanh đây là. Nếu có của các bạn.